sập thuyền em ơi, sập mẹ thuyền rồi. Ôi trời ơi, sập thuyền rồi. Còn sờ lót không để mình có lên em ơi. Ôi trời ơi, vẫn còn em, vẫn còn. Khi nào mà hết người lên thì mình sẽ lên thuyền em nhé. Hiện tại thì anh em băng giang hồ và cướp họ vẫn tập trung ở ô số 1 nhé. Hôm nay thì anh em băng cướp và giang hồ sẽ để là màu xanh. Trong khi đó thì anh em băng xã đoàn, thiên đế, mờ sẽ để là màu vàng. Có lẽ trận thuyền này sẽ không hòa giống như mọi ngày nữa. Một pha di chuyển thần tốc đến từ đội hình màu xanh. Họ đã tiếp cận ô số 2 rồi. Vâng, rất nhiều ác đã chuyển về chế độ đồ sát rồi. Một pha tấn công chủ động đến từ cướp giang hồ và ngọa long. Ba băng hội đang tạo thành một thế liên minh để tấn công vào lực lượng của xã đoàn mờ và thiên đế. Xã đoàn cũng đã xoay về phía khu vực ngay giữa ô số 2 và ô số 4 rồi. Tuy nhiên ở góc nhìn này thì thế trận đang có phần đẹp hơn cho đội hình của màu xanh. Quá kinh khủng. Chưa bao giờ thuyền phong độ của chúng ta lại đông như thế vậy. Hơn 600 cao thủ đang có mặt ở trên chiến thuyền này. Thậm chí sau những pha di chuyển, thuyền của chúng ta đang bị nghiêng về một phía. Vẫn là những pha tấn công chủ động đến từ đội hình màu xanh. Và một sự di chuyển đầy tính toán đến từ đội hình màu vàng. Đã xuất hiện ra thành tổng lực rồi. Số lượng thành viên của hai bên nằm xuống là rất nhiều. Cả xã đoàn, cả cướp, cả giang hồ, cả mờ, cả thiên đế và cả ngọa long nữa. Những cái tên xuất hiện ngày một nhiều hơn ở trên bảng tần số. Anh em không tiếc gì về việc vấn đề lên PK để tạo ra một chiến thuyền sôi động như thế này. Đã trải qua bao nhiêu tháng ngày thuyền của chúng ta phải sống trong cảnh hòa, hôm nay thì nó sẽ có kết quả rồi. Lực lượng màu xanh đang có được sự lợi thế rõ ràng. Họ đã tạo ra một thế trận dồn ép, bắt buộc đội hình màu vàng sẽ phải lùi về góc số 1 để tập trung. Vậy là thế trận gần như đã được định đoạt rồi. Đội hình màu xanh đang vượt trội hoàn toàn. Những ác màu vàng bây giờ đang bỏ chạy trong vô vọng. Nhưng chạy đi đâu cho hết nắng bây giờ. Phong năng độ của chúng ta đang bị bịt kín bởi vách thuyền rồi. Và bây giờ khi đứng lại sẽ đồng nghĩa với cái chết. Vâng, tiếp tục đầu pha tấn công nữa. Mặc dù đội hình màu vàng vẫn còn lại khá đông. Vâng, rất lì ấy à. Thậm chí vừa rồi trong đội hình màu vàng của anh em băng mờ có những thành viên bật thần chế độ đồ sát, khi lực lượng của họ không còn phải là lý tưởng cho những pha đôi công. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy màu xanh sẽ xuất hiện nhiều hơn những dòng gạch ngang màu hồng. Nó đang biểu thị cho một chế độ đồ sát. Họ sẽ tận diện đi những ác cuối cùng của thế lực còn lại. Trận thuyền đầu tuần và chiến thắng đã thuộc về liên minh của anh em băng cướp, giang hồ và ngọa long rồi. Em có thấy đông không? Ồ, vẫn còn em ấy, vẫn còn em băng thiên đế nữa. Ôi giời ơi, vẫn còn nấp được đến giờ phút này thì cũng quá là tởm anh em ạ. À, chà, nấp cái gì đây, nấp cái gì đây? Hồi giờ anh nấp vào đây làm cái gì? Chui vào góc lác à, kéo ra anh em. Đi đâu thuyết nắng bây giờ? Vâng, vậy là trận thuyền này thắng lợi đã thuộc về phía đội hình màu xanh rồi. Thì chúc mừng cho họ. Quá hay em ạ, một trận phong lăng độ mãn nhãn. Và một trận thuyền cũng đầy sôi động nữa.